đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức hết cơ hội vượt qua vòng bảng cho lần đầu tiên tham dự World Cup. Điều này không bất ngờ bởi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nằm cùng bảng với những đối thủ quá mạnh. Do đó, Huỳnh Như và các đồng đội rất muốn chia tay giải đấu với một bàn thắng, thậm chí là điểm số lịch sử. Cho đến thời điểm của lượt đấu cuối cùng, càng phải khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam đã không may khi rơi vào bảng đấu quá nặng. Hai đội bóng đã lọt vào chung kết cách đây 4 năm, giờ chưa bảo đảm vé vào vòng kế tiếp khi mà Bồ Đào Nha trong lần đầu dự World Cup thực sự khó chơi và chính họ đã đẩy tình thế bảng E trước lượt đấu trở nên nhạy cảm. Từ chỗ chỉ làm trận đấu mang tính thủ tục, trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Hà Lan lại có thể làm đảo lộn cục diện của bảng đấu. Sự phức tạp đến từ phong độ thiếu thuyết phục của đương kim vô địch và á quân thế giới, tức Mỹ và Hà Lan. Họ đều không còn là chính mình so với 4 năm về trước. Từ chỗ ứng viên số 1 của chức vô địch, giờ đây đội tuyển Mỹ có thể bị Bồ Đào Nha đánh bại hoặc cầm hòa với tỷ lệ xảy ra rất cao. Trong khi đó, dù được đánh giá là vượt trội hoàn toàn, chiến thắng coi như là nằm trong tay, thế nhưng nếu Hà Lan bị Việt Nam cầm hòa cũng chẳng phải là điều viển vông. Hà Lan chỉ cần một điểm là vào vòng sau. Tuy nhiên, như huấn luyện viên Andries Jonker tuyên bố, họ sẽ cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng và giành thắng lợi để chiếm ngôi nhất bảng nhằm tránh Thụy Điển ở vòng 16 đội. Với Hà Lan, một điểm trước Việt Nam là không đủ, bởi nếu trận Mỹ, Bồ có thắng thua thì Hà Lan sẽ chỉ đứng nhì bảng. Thậm chí nếu trận đấu đó kết quả hòa thì Mỹ vẫn sẽ đứng đầu bảng do có hiệu suất tốt hơn Hà Lan. Về mặt tâm lý, đây là trận đấu mà Hà Lan mới chịu áp lực, trong khi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thì chẳng có gì để mất cả. Hà Lan đã có 2 trận giao hữu trước thềm World Cup với 9 bàn được ghi vào lưới của Ba Lan, Bỉ. Thế nhưng sau 2 trận đã qua, họ chỉ ghi được 2 bàn, một phong độ không phù hợp với á quân của thế giới. Vậy nên, giữ sạch lưới có lẽ sẽ là mục tiêu thiết thực nhất đối với những cô gái kim cương của chúng ta trong trận này, nếu như thi đấu với chiến thuật cũng như là tinh thần giống như trận mở màn gặp đội tuyển Mỹ. Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể sẽ hoàn thành được mục tiêu kể trên. Dù đã chính thức bị loại, thế nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn nhận được sự cổ vũ của những cổ động viên nước nhà trên khán đài. Có thể thấy tình yêu của khán giả dành cho những chiến binh sao vàng là rất lớn. Về phía đội tuyển nữ Hà Lan, cựu danh thủ nổi tiếng một thời Nigel De Jong đã có mặt trên khán đài để cổ vũ tinh thần của họ. Bước vào trận đấu gặp đội tuyển nữ Hà Lan, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như sau 2 trận đá chính đã phải dự bị nhường vị trí cho Phạm Hải Yến, tiền vệ Hải Linh cũng trở lại đá chính, thế chỗ cho Thái Thị Thảo. Ngoài ra, các vị trí còn lại của Việt Nam được giữ nguyên so với trận trước gặp Bồ Đào Nha. Được biết, chiều cao trung bình của đội hình xuất phát Hà Lan là gần 1m70, còn của Việt Nam là chỉ gần 1m60. Trước trận, hậu vệ Hoàng Thị Loan đã được FIFA đánh giá là nhân tố đáng xem nhất ở hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam. Cô là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Mai Đức Chung ở vị trí hậu vệ trái kể từ đầu giải. FIFA nhận định, thi đấu đủ 2 trận, Hoàng Thị Loan sẽ chỉ huy hàng thủ và nối tiếp màn trình diễn cá nhân ấn tượng trong 2 trận đấu đầu tiên. Đối đầu với đội tuyển Mỹ, Hoàng Thị Loan khiến cho Trinity Rodman im hơi lặng tiếng trong màn ra mắt trước khi có thể màn trình diễn chắc chắn khác để giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam giữ được tỷ số thấp trước Bồ Đào Nha. Một điểm tại World Cup cũng đủ ghi dấu giải đấu thành công đối với một đội bóng đến từ châu Á, và Hoàng Thị Loan cần có phong độ cao nhất để đội tuyển Việt Nam đạt được mục tiêu đó. Lần thứ 3 tại World Cup nữ vào năm 2023, quốc ca Việt Nam được vang lên và sự tự hào của toàn thể khán giả nước nhà có lẽ vẫn y nguyên như lần đầu. Đúng với tinh thần cống hiến hết mình thì đội tuyển nữ Việt Nam đã tràn lên tấn công ngay từ những giây phút đầu tiên. Các cô gái của chúng ta có vẻ đang rất hưng phấn. Và ngay phút thứ 4, cơ hội nguy hiểm để đội tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng đầu tiên tại giải đấu đã xuất hiện. Tiền vệ trẻ Thanh Nhã có tình huống chuyền bóng thông minh, tạo cơ hội để Bích Thùy thoát xuống. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 23 lại đưa bóng đi cao hơn so với khung thành của thủ môn bên phía đội tuyển nữ Hà Lan. Thế nhưng, thế trận chủ động đó lại không thể duy trì được lâu. Đội tuyển nữ Hà Lan lập tức có những tình huống tấn công đáp trả khá sắc nét. Phút thứ 8, xuất phát từ một pha bóng lập bập, các hậu vệ bên phía đội tuyển nữ Việt Nam pha bóng không dứt khoát, tạo điều kiện cho tiền đạo Martens bên phía đội tuyển Hà Lan có cơ hội, và một tình huống tâng bóng tinh tế là đủ để giúp cầu thủ mang áo số 11 mở tỷ số cho đại diện đến từ châu Âu. Có được bàn thắng dẫn trước, với tâm lý thoải mái, các cô gái đến từ Hà Lan đã không ngừng tràn lên tấn công. Và bàn thắng thứ 2 đã đến chỉ sau 3 phút sau bàn thắng đầu tiên. Một lần nữa, hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu không tập trung. Trong một pha bóng khi trước mặt chỉ còn thủ thành Kim Thanh, tiền đạo mang áo số 9 là Katja Snowy đã tung ra cú sút không thể cản phá trong sự bất lực của người gác đền bên phía đội tuyển nữ Việt Nam, nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Hà Lan. Những phút tiếp theo, đại diện đến từ châu Âu là những người nắm giữ hoàn toàn quyền kiểm soát bóng trên sân. Các cô gái Việt Nam gần như không thể giành được bóng, chúng ta chỉ có thể nằm im, chịu trận, mặc cho đã nỗ lực hết sức. Và rồi bàn thắng thứ 3 đã đến với đội tuyển nữ Hà Lan như là một hậu quả tất yếu. Tài năng trẻ 20 tuổi, Esme Brook nhận bóng ở bên trái, cách khung thành khoảng 30m.
Cô đẩy một nhịp rồi cứa lòng về góc xa tầm cao, không cho thủ môn Kim Thanh bất kỳ cơ hội cản phá nào. Giống với hai trận trước, sự thua thiệt về thể hình, thể lực cũng như là tốc độ của đội tuyển nữ Việt Nam là điều mà chúng ta đã nhìn thấy rất rõ ràng. Quả thực, nếu muốn tiến xa hơn nữa thì các cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam cần phải cải thiện nhiều điều hơn nữa. Ý đồ của huấn luyện viên Mai Đức Chung là đẩy Thanh Nhã lên đá cao nhất trên hàng công nhằm tận dụng tối đa tốc độ của sao trẻ sinh năm 2001. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa được phát huy bởi đội tuyển nữ Hà Lan vẫn đang nắm quyền chủ động trong việc kiểm soát bóng. Mới trải qua một nửa thời gian của hiệp đấu đầu tiên và tỷ số đã được nâng lên 4-0 cho đội tuyển nữ Hà Lan. Phút thứ 23, từ tình huống chuyền bóng bất cẩn của đội trưởng Hải Yến bên phía cánh phải, Jansen đã cướp bóng thành công trước khi có đường chuyền dọn cỗ để tiền vệ Giroud đệm bóng cận thành trước sự bất lực của hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Sau bàn này, Hoàng Thị Loan đã thể hiện rõ sự bực bội với các đồng đội bởi đã để cầu thủ phía bên Hà Lan vượt qua quá dễ dàng. Nhận thấy thế trận không ổn, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã quyết định có hai sự thay đổi. Ngay từ phút thứ 28 của trận đấu, Hoàng Thị Loan thu thương rời sân đấu để nhường chỗ cho Mỹ Anh và Trương Thị Kiều. Thế nhưng những sự thay đổi kể trên vẫn chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu khởi sắc nào. Hà Lan vẫn có những tình huống tổ chức tấn công dễ dàng vào khoảng trống giữa các trung vệ và hậu vệ cánh bên phải bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Nếu như tận dụng tốt hơn, tỷ số chắc chắn không dừng lại ở con số 4-0. Phút thứ 31, Giroud có pha đập nhả 1-2 với đồng đội ở gần vòng cấm trước khi tung cú sút chìm không thắng được thủ môn Kim Thanh. Phút thứ 19 lại là Kim Thanh xuất sắc với tình huống bay người cản phá cú sút từ ngoài vòng cấm của cầu thủ bên phía đội tuyển nữ Hà Lan. Có thể thấy như thường lệ, thủ thành sinh năm 1993 vẫn là điểm sáng lớn nhất bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu, Kim Thanh tiếp tục cho thấy sự xuất sắc khi cản phá thành công cú đệm bóng cận thành của chân sút bên phía đội tuyển nữ Hà Lan. Thế nhưng chừng đó là chưa đủ khi Van der Dong xuất hiện đệm bóng vào lưới trống ngay sau đó nâng tỷ số lên thành 5-0. Kết thúc hiệp 1, tỷ số tạm thời là 5-0 nghiêng về đại diện đến từ châu Âu, trong khi ở trận đấu còn lại, hai đội tuyển nữ là Bồ Đào Nha và Mỹ vẫn đang cầm hòa nhau với tỷ số là 0 đều. Với kết quả kể trên, đội tuyển nữ Hà Lan đang tạm thời dẫn đầu bảng và sẽ tránh việc phải đụng độ Thụy Điển ở vòng đấu tiếp theo. Sang đến hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã quyết định cho sự thay đổi ở vị trí chấn giữ khung thành. Khổng Thị Hằng có lần đầu chơi ở World Cup thế chỗ cho Kim Thanh. Đội tuyển nữ Hà Lan tiếp tục là những người nắm giữ thế trận và tổ chức hàng loạt pha tấn công về phía khung thành của Khổng Thị Hằng trong hiệp đấu này. Phút thứ 57, lại là tài năng trẻ sinh năm 2003, Esme Brook có bóng bên phía cánh trái và lại là một tình huống cứa lòng vào góc cao giống như là trong hiệp 1, nâng tỷ số lên thành 6-0 trong sự bất lực của Khổng Thị Hằng. Có được 6 bàn thắng, Hà Lan lại càng dễ đá, cảm tưởng như trong bất kỳ pha lên bóng nào đại diện đến từ châu Âu cũng có thể ghi bàn. Phút thứ 67, bóng được đưa vào lưới của đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên sau khi check VAR, trọng tài xác định rằng đã có lỗi việt vị của cầu thủ bên phía đội tuyển Hà Lan. Những phút tiếp theo do trận đấu đã an bài, vậy bên các cầu thủ Hà Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu, ưu tiên cầm bóng chắc chắn. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang chật vật trong cuộc tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại giải đấu. Phút thứ 83, tỷ số được nâng lên 7-0 sau cú đánh đầu cận thành của Giroud. Qua đó, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và đây cũng chính là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, thì đội tuyển nữ Hà Lan chính thức chiếm ngôi vị trí đầu bảng. Còn với kết quả hòa không đều trong trận đấu gặp Bồ Đào Nha, đội tuyển Mỹ sẽ phải chạm trán chướng ngại vật khó nhằn mang tên là Thụy Điển ở vòng đấu tiếp theo. Đối với đội tuyển nữ Việt Nam, thì chặng đường tại World Cup nữ 2023 đã chính thức khép lại với 3 trận đấu toàn thua. Đây không phải là điều gì quá thất vọng bởi các cô gái kim cương đã chiến đấu hết sức. Giải đấu lần này là trải nghiệm và cũng là trải nghiệm mà chúng ta cần có để tiến xa hơn trong tương lai.